Hậu vệ gốc Bồ Đào Nha, chúng tôi sẽ thắng dễ Việt Nam ở World Cup nữ. Hậu vệ Morgan Martins nhận định đối tượng nữ Bồ Đào Nha có thể thắng bất cứ đối thủ nào tại World Cup 2023. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha hạng 21 FIFA và đội tuyển nữ Việt Nam hạng 32 đều góp mặt ở giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 vòng chung kết World Cup nữ 2023 với tư cách tân bình. Đáng nói, lá thăm may rủi lại đưa cả hai đội rơi vào bảng E tử thần. Nơi có hai đối thủ cực mạnh là đương kim vô địch tuyển nữ Mỹ và đương kim á quân Hà Lan. Đánh giá về các đối thủ tại bảng E, Morgan Martins, hậu vệ người Pháp gốc Bồ Đào Nha nói với tờ RFI, lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, Bồ Đào Nha nằm trong một bảng đấu phức tạp với hai đội từng vào chung kết. Việc vượt qua vòng bảng này có vẻ phức tạp. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ có những trận đấu hay. Đội tuyển nữ Việt Nam có lẽ là đội vừa tầm với Bồ Đào Nha nhất. Nhưng tôi tin tuyển nữ Bồ Đào Nha có khả năng giành kết quả tốt trước bất kỳ đối thủ nào. Cần nói thêm, Morgan Martins hiện là cầu thủ thuộc biên chế Dijon FC tại giải hạng 2 Pháp. Tuy nhiên, cô chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia nữ Pháp lẫn Bồ Đào Nha. Dẫu vậy cô thừa nhận bản thân luôn dành tình cảm đặc biệt và sẽ hướng về đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, bởi trước đó Martins từng có thời gian khoác áo đội B của đội tuyển U23 nữ Bồ Đào Nha. Ước mơ của tôi là được lên đá chính ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đó là một mục tiêu và tôi đang nỗ lực làm việc hướng tới nó, hậu vệ gốc Bồ Đào Nha nhấn mạnh. Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã đặt chân đến đồng chủ nhà World Cup New Zealand và có buổi tập đầu tiên vào ngày 6 tháng 7. Tại đây, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ thi đấu hai trận giao hữu lần lượt với đội tuyển nữ New Zealand 10, 7 và đội tuyển nữ Tây Ban Nha 14, 7. Trong khi đó, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng sẽ có cuộc tập dượt quan trọng gặp đội tuyển nữ Ukraine vào 7 đến 7 trước khi lên đường sang new zealand